Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Em là Nhung bán Phong Lan rừng tại Hải Dương. Hiện tại là phiên buổi tối ngày mùng 14 tháng 1 năm 2020. Xin chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hai số điện thoại các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Nhà em thì nằm ở số nhà 143, đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nhé. Và các bác đến nhà xem hàng thì hỏi trực tiếp đến địa chỉ là kho lương thực Gia Lộc hoặc là ngã ba Gia Lộc. Nhà em thì nằm ngay ở ngoài mặt đường thôi ạ, cách hai địa chỉ đấy thì tầm khoảng 300-400 mét. Và nếu mà đi theo chiều Hà Nội, đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng ấy, thì tại lối rẽ xuống Hải Dương mình đi tầm nửa cây số nữa đến nhà em rồi ạ. Hôm nay thì em có một số mặt hàng vừa mới về, một số mặt hàng rừng mới về. Và em cũng muốn là cập nhật luôn những mặt hàng hiện tại nhà em có để các bác có thể tiện đặt hàng nhé các nhé. Và chắc là hình nhà em thì các bác vẫn biết rồi, nhà em chủ yếu là em bán hàng qua mạng, nghĩa là bán hàng online. Khi các bác nhận hàng thì phải thanh toán một phần tiền cước phí cho bên bưu tá đi phát hàng. Và sắp tới thì cũng gần đến Tết rồi, nên từ giờ đến thời điểm Tết ấy, thì em cũng chỉ bán tầm khoảng vài ba phiên nữa thôi, thì là em sẽ dừng nghỉ bán hàng online và chỉ bán hàng tại nhà thôi ạ. Nếu các bác mà ở gần ấy hoặc ở khu vực lân cận mình đi qua thì mình có thể là vào tham khảo những mặt hàng nhà em có. Nhà em thì đa phần gần Tết này em cũng bán thêm những mặt hàng hoa Tết nữa. Đó, những cái dòng hoa mai đỏ này đang nở rất là rực rỡ, hàng đỏ đậm luôn. Đó. Và hôm nay thì vừa về thêm đó chính là một lô kiều tím miền Trung với cả một lô hoàng thảo vạch đỏ ạ. Và sau đây thì em sẽ đi qua từng mặt hàng để báo giá các bác nhé. Đây là hai mặt hàng mà nhà em mới về. Và thực sự với các bác là những cái ngày cuối năm này cũng là một hình thức tri ân khách hàng, nên là có những mặt hàng em sẽ bán giảm giá với giá cực kỳ là ưu đãi để các bác có thể sưu tầm một giỏ hoa lan đẹp nhé. Hàng cân như hôm nay thì nhà em về thêm hai mặt hàng nữa, đó chính là dòng kiều tím miền Trung với cả dòng hoàng thảo vạch đỏ này. Nói chung là hàng rất là đẹp, rất là tươi và đẹp luôn. Đó, hôm nay thì giá siêu ưu đãi này. Đó, đầu tiên đó chính là dòng hoàng thảo vạch đỏ này, hàng rất là tươi và đẹp. Hàng này thì qua mùa hoa rồi, hoa vạch đỏ. Hàng này cũng là một trong những dòng top hoa lan để các bác sưu tầm ấy, cũng rất là hiếm có. Và vạch đỏ này thì hiện tại thì em hôm nay thì em sẽ bán với giá rất là ưu đãi là 180.000 đồng một cân. Đó. Các bác biết đầu mùa ấy có những thời điểm vạch đỏ lên tận 350.000 thì các bác biết được cái độ hot của cái loại này, độ hot cũng như là độ hiếm, độ quý hiếm của nó như thế nào rồi đúng không ạ? Đó. Em bán với giá là 180.000 đồng một cân nhé. Đấy, bán giá siêu ưu đãi luôn. Tiếp theo là chính là kiều tím miền Trung hay là kiều hồng. Cái này còn tùy thuộc vào từng vùng, nên là người ta có hai cái tên gọi là như vậy. Và hàng hôm nay thì đều là những hàng mà thân ngắn rất là đẹp. Đó, thân ngắn ngắn này, thân lùn, người ta gọi là kiều tím miền Trung thân lùn nhé. Dòng thân lùn này thì nó được cái là nó nhiều lá là một, thứ hai là mình trồng vào chậu rất là xinh, rất là xinh, dễ trồng. Và dễ chăm, dễ trồng nữa. Các bác mới tập chơi mình có thể sưu tầm dòng kiều này, một trong những top những loại cây dễ trồng này. Và kiều hôm nay thì em bán với giá 320.000 đồng một cân. Đấy, bình thường là 350 đúng không ạ? Chỉ có 320 một cân thôi nhá. Bác nào mà lấy từ 2 cân hôm nay sẽ giảm giá cho bác thành 300.000 cho. Đấy, nếu các bác lấy từ 2 cân trở lên. Và những ngày cuối cùng này thì em sẽ bán giảm giá một số mọi loại mặt hàng. Tiếp theo thì là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì em còn 4 chậu ạ. 4 chậu. Đây ạ. Em bán là 200.000 đồng một chậu. Bình thường là 250 này. 200.000 đồng một chậu sơn thủy tiên hàng thuần này. Các bác lấy từ 2 chậu thì là 180.000. Đó, còn 2 chậu thôi. À, còn 4 chậu thôi. Tiếp theo là lan quân tử, em còn 2 chậu này. Chậu này em bán là 80.000. Đó, có một lá hơi bị sứt một chút. Hàng lá mít nhá, 80.000, bình thường là 120-150 ạ. Còn chậu này thì lá không ảnh hưởng gì thì em bán là 100.000. Đó, 2 chậu lan quân tử. Còn duy nhất 2 chậu thôi ạ. Tiếp theo bên đây thì em xin giới thiệu các bác đó chính là dòng già hà hoa hồng đỏ, hàng hạng nụ để các bác chơi hoa Tết này. Đó, hàng nụ rất là đẹp luôn. Hoa hồng đỏ là một trong những cái dòng giả hạc mà màu hoa đỏ đậm, hoa thơm. Đó. Hàng hiện tại thắt ngọn và 100% là hiện tại đang có nụ nhá coi nhá. Em còn hình H2 12 thân. Đấy, cả dài cả ngắn 12 thân này. Em bán với giá là 570.000. 570.000. Tiếp theo là H6 19 thân. Giò này 980.000. Thực ra giò này thì lá nó chưa xuống hết, nhưng mà những cái mắt nụ của nó đã sưng hết rồi. Các bác nhìn này, đã sưng hết nụ rồi nhá các nhá. Đấy, giò này em bán 980.000. Rất là đẹp. Nói chung là giò này rất là đẹp luôn. Đây, các mầm gốc của các bác.
về chơi hoa xong thì nó bắt đầu là bật mầm gốc tiếp này, 980. Tiếp theo thì đó chính là giò H7 12 thân, cả dài cả ngắn 600.000. Nói chung là hàng đều đang sưng nụ hết rồi nhưng mà nhá, hàng đang nụ này. Đó. Rất là nhiều. 600.000. Tiếp theo là HH8 17 thân, cả dài cả ngắn. Đây, nụ của nó khá là to, nụ này khá là to rồi này. 800.000. Giò này HH8 800.000. Và có một giò nữa là giò cuối cùng, đó chính là giò này là em không đánh số này, gồm 2 4 6 8 10 11 thân. Đấy, giò này cũng 600.000. Đó, lên cả hoa, lên cả kỳ luôn. Giò này thì lại có cả kỳ nữa này. 600.000 cái giò này nhá. 11 thân ạ. Em còn 3 giò, đó chính là giò giả hạc Châu Như F2 của vùng Di Linh Lâm Đồng này. Em còn giò F8 3 thân 900.000, 3 thân rất là dài. Hiện tại thì hàng đã thất ngọn và đang chuẩn bị sưng nụ nhá. Có cây thì nó sưng nụ rồi, có cây thì nó hơi sưng sưng. Đây bắt nụ nó hơi sưng bằng cái hạt gạo nhỏ nhỏ này. Đó. Và một mầm gốc của nó cũng lên được tầm khoảng 15 sen rồi. Đó, chỗ này em bán là 900.000 3 thân, hình H2. Hình này em bán 330. Đây nụ của nó đây. Tuy nhiên thì cái này của nó thì lại có cái nụ, mấy cái nụ ở bên đây nó hơi bị trột một chút, tại vì chắc là nó dài quá, nó bị vướng vào chứng ngại vật này. Với cả có một mầm gốc đang lên này, giò này em bán 300.000 nhá. Cái giò H2. Thân của nó dài cũng phải đến 80-90 cm rồi đấy ạ. Giá này thực sự 300.000 một chậu 90 cm thì nó rất là rẻ rồi ạ. F9 gồm 2 thân. F9 đây ạ, một thân dài này và một thân ngắn hơn một chút. Giò này 350. Đấy, mầm gốc đang bật lên. Thân dài cũng phải rơi tầm 90 cm đến 1 mét rồi. Và bên đây thì em còn 3 cây đai châu đỏ chấm bi này. Em bán 230.000 đồng một cây, bình thường là 300.000 đấy ạ. Đấy, một cây này nó bị cắt lá này, đang có nụ hoa. Cây này là 230.000 này. Đây là cây thứ hai cũng đang nụ hoa, lá của nó cũng hơi sứt một chút này, cũng 230.000, nụ của nó dài hơn cây thứ hai. Tiếp theo là cây thứ ba. Cây này thì không bị lỗi lá nhưng mà nó lại cây nó hơi nhỏ hơn một chút. Đó, 230 một cây nhé các bạn nhé. Bác là lấy hết cả ba cây là 650.000. Em còn hai bầu đó chính là vũ nữ cá mập này, vũ nữ cá mập. Bây giờ hàng thì nó ra hoa rồi. Đấy, hôm nay thì còn hai bầu này em bán 120 một bầu. Đấy, hoa của nó đây. Lấy hết cả hai bầu này thì là 200.000 nhá. Để bán thành lý bình thường là 150 một bầu đấy ạ. Và tiếp theo thì em còn một vài cây vanda với giá là 150.000 đồng một cây. Còn màu vàng với cả màu đỏ nâu, còn hai màu như thế. Phía bên đây thì em còn những cái chậu hoàng tử đỏ. Em còn một chậu hàng lỗi lá này. Em đang bán với giá là 120.000. Đấy, lỗi lá này, hàng hơi bị sứt lá một chút. Còn cái loại chậu mà cây của nó không ảnh hưởng gì này, chậu này em bán 150. Đấy, hoàng tử đỏ hôm vừa rồi em bán tri ân là 150 một cây. Giá cực kỳ là thấp luôn. Bình thường là nó phải rơi tầm 200. Thị trường người ta bán 250 đến 300.000 ạ. Còn một chậu cắt lây ra đại này, rất là nhiều tép. Chậu này em bán là 150 một chậu. Cắt màu hồng đẹp nhá, hàng đẹp ấy, hồng đẹp. 150 một chậu này. Phía bên đây thì nhà em vẫn có những chậu dendro. Dendro màu tím rất là đẹp, vòi hoa xương hoa đấy ạ. Những cái chậu này em bán là 90.000 đồng một chậu dendro. Dendro tím này. Đấy, hoa của nó còn ánh ánh cơ. Cái này để cho các bác lấy nét nhá. Họ 90.000 đồng một chậu. Hồ điệp thì nhà em chỉ bán tại nhà thôi nhé các bác nhá. Đây có cái màu hồng hồng đậm này này thì em bán là 150, còn cái màu hồng hồng chớp này thì là 170.000. Đây là hồ điệp đại. Đấy, cái vòi hoa của nó rất là nhiều nụ hoa. Và hồ điệp thì có một cái đặc điểm, đó chính là hoa của nó rất là bền, có thể chơi từ 2 đến 3 tháng ạ. Cái này thì các bác có thể là cắm 2 đến 3 tầm 3 chậu trong một cái chậu nhỏ ấy thì để mình trưng Tết rất là đẹp luôn. Đối với dòng hồ điệp, hàng rất là đẹp. Và tiếp theo thì em xin đi qua đó chính là dòng phi điệp lai. Phi điệp năm cánh trắng hàng lai nhá. Dạ, mỗi chậu năm cánh trắng hàng lai này đều có 2 thân. Và các bác biết rồi, riêng dòng phi điệp thì giá thành của nó cũng phải thấp nhất là 250 một chậu đối với dòng lai này. Tuy nhiên thì hàng thì do cuối năm em nhập một số lượng lớn, bây giờ thì cũng không còn nhiều ạ. Em đang bán với giá là 200.000 đồng một chậu 2 thân. Đấy, tính ra những chậu phi điệp mà thân của nó dài tầm khoảng 35 đến 40 cm với giá 200.000 đồng một chậu là rất là rẻ rồi đấy ạ.
Đây còn một chậu trầm lá hồng lá mít này. Chậu này hôm nay bán thành 150. Đấy. Thực ra thì nó đang sùng lá thôi. Với cả cái hàng này là hàng ki nên là nó bị tách ra cái khỏi thân già nên nhìn nó hơi lung lay một chút. Nhưng mà gốc rễ vẫn rất là ngon lành nhá. Đây là những cái chậu cho hai thân này bình thường nó phải rơi tầm 280 này. Hôm nay bán thanh lý là 150. Đấy cuối. Còn chậu cuối cùng. Và đây là dòng năm cánh trắng họng hồng này. Đấy, năm cánh trắng họng hồng thì em đang bán với giá là 230 một chậu. Đấy, hàng này là hàng chưa có nụ nhá. Hàng nụ em nhập thì giá thành nó cao hơn. Chưa có nụ là 230, mua từ 2 chậu thì là 220. Mua từ 3 chậu là 201. Giá này là giá em tri ân nhá. Và theo như cái thông tin mới nhất của em là đầu năm thì cái hàng cây giống em sẽ nhập, nhưng mà giảm bảo các bác là cái giá hàng cây giống nó rất là cao luôn đối với dòng năm cánh trắng họng hồng này. Giá nó cao, nó không như cái thời điểm Tết mà hàng nụ này với cỡ giá 230 một thân đâu ạ. Tại vì bình thường hôm vừa rồi em bán cái hàng mà hàng chậu nó đang nụ ấy, các bác biết rồi, thấp nhất nó phải rơi tầm 300 đến 350 một chậu một thân. Và với chiều dài thân nó cũng như thế này thôi. Chiều dài thân như vậy nó đã rơi tầm 300 đến 350 rồi. Nên là các bác lấy cái hàng mà nó chưa nụ này và đang thắt ngọn xuống lá để thời điểm xuân các bác chơi hoa thì giá thành của nó cực kỳ rẻ. Số lượng nhà em thì không còn nhiều. Đâu đó chỉ có tầm khoảng gần 20 chậu nữa thôi. Gần 20 chậu nữa thôi là hết hàng. Và hiện tại thì đang đóng hàng cho khách nhé. Đó, bác nào mà chưa sưu tầm được cái dòng hoa năm cánh trắng họng hồng này thì các bác báo em luôn. Để hàng phải xuống lá thắt ngọn như vậy thì nó mới cho hoa được. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu cái dòng hoa mai đỏ đấy ạ. Một mặt hàng phải nói là quá là được các bác ưa chuộng trong cái thời gian vừa rồi. Đó, nhà em thì chỉ còn nhiêu đây thôi, chắc đâu đó chỉ tầm khoảng hơn 50 chậu nữa là hết hàng mai đỏ này rồi. Và các bác biết rồi ạ, những cái cây mai đỏ hiện tại hàng đang có nụ này. Và miền Nam các bác thời tiết nó ấm lên thì cái tốc độ phát triển của nụ rất là nhanh. Đó, có những cái cây cùng lô nhưng mà nó đã chuẩn bị sưng nụ, đã chuẩn bị hoa rồi. Đó, cái hoa của nó này, màu đỏ rất là đẹp, dòng hoa mai đỏ này. Và hoa của nó thì được các bác miền Nam khá là ưa chuộng bởi vì nó một dòng mới. Nó trong miền Nam thì mình nổi tiếng là dòng mai vàng thôi, nhưng mà dòng mai đỏ là một trong những cái hàng mà rất là mới. Và em có một lưu ý, đó chính là cái hàng mai đỏ này là cái hàng em nhập hàng bầu, tức là hàng người ta trồng trong bầu này, nó khỏe hơn là những dòng dễ trần. Là một, thứ hai là cây của nó khá là ổn định rồi, về các bác sang chậu cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề đó chính là tiền cước vận chuyển đi thì nó hơi cao một chút. Bởi vì sao, cái hàng này một bầu nó phải rơi tầm 4 cân. Ít nhất là 4 cân. 4 cân một bầu đất nhá. Đó, thế nên là các bác lưu ý giúp em nhé. Tiền cước gửi đi thì hơi cao một chút nhưng mà bù lại là cái cây của nó đẹp. Đó. Đây, những cái chậu mai đỏ này em bán với giá là 250 một cây. Bình thường là 280 đấy ạ, số lượng bây giờ còn ít nên em bán 250. Hàng thì rất là nhiều nụ, chẳng qua là cái hàng cây thì em cũng đã lựa đi một số cho các bác rồi. Nên là hàng còn lại thì em bán thanh giảm giá cho các bác luôn. Và em vẫn ưu đãi các bác là từ 2 cây thì là 240, mua từ 3 cây là 230.000. Đấy, cái giá cuối cùng rồi ạ, tại vì từ giờ đến hôm nay là 20 rồi, 21, 22, chắc là 23 là em sẽ chốt lại cái đơn gửi chuyển phát nhanh. Tức là các bác miền Nam là từ hôm 23 là sẽ không gửi nữa, bởi vì để cho các bác kịp, để các bác nhận hàng trước Tết. Còn các bác miền Bắc thì em vẫn gửi bình thường, nhưng mà cũng chắc là cũng đến tầm 23 là em sẽ kết thúc, sẽ nghỉ bán hàng online. Đấy, và chỉ bán hàng tại nhà thôi ạ. Đấy, số lượng thì không còn nhiều, các bác có đã từng đặt hàng thì các bác biết rồi, cây của nó rất là nhiều nụ, rất là đẹp. Đây, em sẽ cho các bác xem một số hình ảnh của bông hoa mai đỏ nhé. Hàng này thì là hàng em lấy lô đầu tiên nên là hàng nó nở trước. Hàng này thì em không thể là em bán gửi cho các bác được nữa rồi, tại vì nó nở rồi. Và thứ hai là cái này em chỉ bán tỉa hàng thôi ạ. Gửi đi xa là nó sẽ bị rụng nụ mất. Hoa màu đỏ đậm rất là đẹp nhé. Đây, gửi đi cho các bác là những cái hàng mà nó đang hơi nhú nụ này. Cây của nó phát triển dần dần lên thì nó sẽ hé nở ra những cái màu hoa đậm đậm đấy ạ, rất là đẹp. Đấy, màu đỏ đậm luôn, nhìn rất là mê mắt luôn ạ. Em còn hai giò, đó chính là phi điệp DL1, DL77 này. Đấy, hai giò này đều là 3 thân, bán đồng giá hết là 730.000 đồng một giò. Đấy, từ 830 thì bớt hẳn 100.000, đây là bán giá lỗ luôn. Đối với dòng này ấy, em bán thực sự là em bán giá lỗ luôn đấy. Cam đoan 100% với các bác là hàng này bán siêu lỗ. Tại vì cái giống em nhập vào nó cao rồi. Và phía bên đây thì em còn một số dòng, đó chính là Mokara. Mokara thì em đang bán với giá thanh lý là 150 một cây. Hàng hiện tại thì có 4 màu, màu vàng, màu hồng, màu đỏ, hình như còn màu tím nữa. Đấy, 4 màu như đấy. Và em bán 150 một cây nhé, mua từ 2 cây thì 140.
mua từ hai cây là 140.000. Bình thường cái hàng nụ này em bán ra nó đã rơi tầm 200 rồi. Tuy nhiên thì do cái thời gian vừa rồi em nhập cái hàng này ấy, cái nụ của nó về nó không bảo toàn được nên là em bán theo cái giá hàng cây giống luôn. Mình về mình cũng trồng để làm giống thôi nhá, nhá. Trồng để làm giống thôi, bởi vì cái hàng này giờ các bác chơi hoa thì cũng không thể chơi hoa được nữa rồi. Có thể là ngắm được mặt bông của nó, nó màu hồng đấy ạ. Rất là đẹp. Em còn mấy cây mộc lan thì em không gửi đi xa nữa. Hàng này em bán tại cửa hàng nhá. Bác nào có nhà ý đến cửa hàng thì mình lấy đó. Bởi vì hàng này trồng ở trong chậu rồi, gửi đi xa không ổn lắm, tại vì nó hơi nặng tiền cước. Đó, hồ điệp rất là đẹp. Đây. Đó. Và em vẫn bán mai vàng nhá. Mai vàng thì cái này thì em nhập về để một số bác ở khu vực miền Bắc này, các bác có thể là đặt hàng, bởi vì hoa nó đẹp. Hoa này mai vàng thì nổi tiếng ở trong miền Nam. Tuy nhiên thì một số bác miền Nam lại thích hàng ở miền Bắc, một số bác miền Bắc thì lại thích hàng của miền Nam. Em nên là em cũng nhập theo cái thị hiếu của mình thôi ạ. Đây ạ, mai vàng rất là đẹp, hoa những cái sắc vàng của nó. Và những chậu này em bán 250 một chậu nhá, đồng giá là 250 một chậu. Tuy nhiên thì em chắc là em chỉ gửi để bán cửa hàng thôi, còn gửi đi xa thì hàng này hơi khó đóng gói, tại vì thân của nó hơi hơi lằng ngoằng, nó hơi uốn lượn hình thù một chút, nên là các bác mà có thời gian các bác đến cửa hàng các bác lấy giúp em nhé. Đó, 250 một chậu. Đây ạ, măng thì nhà em vẫn có măng nhé, măng nứa và măng trắng to củ to. Măng nứa thì em bán 200.000, trắng to với củ to là 180. À quên, trắng nhỏ với củ trắng bé với cả củ to là 180. Mua từ 3 cân thì vẫn giảm cho các bác 20 một cân. Đấy, măng này chỉ qua phơi khô và không sử dụng bất cứ chất bảo quản gì. Nhà em hiện tại thì vẫn đang sử dụng. Các bác có thể là mua quà tặng biếu hay là để sử dụng trong những bữa ăn hàng ngày cũng được. Em còn duy nhất một bảng giá hàng Pháp hình P5. Đấy, kỳ của nó mọc lên rất là nhiều. P5 này, đây, nụ của nó này. Các bác nhìn này, cái nụ của nó sai chưa? 100% là đang nụ hoa nhé, kể cả những cái thân nhỏ này này. Em bán là, xem nào, 2, 4, 6, 8, 10, 12 thân. Tính cả hai thân này chập với một là 12 thân. Có những cây thì nó khỏe, nó lên ki. Còn đa phần là nó đang sưng nụ hoa này. Thân dài của nó cũng phải rơi tầm 1 mét rồi. Dài nhất của nó cũng phải đến 1 mét. Giờ này em bán 700 nghìn. 12 thân 700 nghìn. Giá coi như là chưa đến 70 nghìn đồng một thân. Rất là rẻ rồi các bạn. Đó. Cuối năm rồi chỉ còn duy nhất một giò giả hàng Pháp để các bác chơi Tết thôi. Mình có thể làm mua về làm quà tặng biếu cũng được. Hàng này rất là sang. Đó, những bác nào mà có sếp hoặc là những cô dì chú bác mà thích hoa lan thì những cái món quà này thực sự là rất là ý nghĩa. Đó, hàng đẹp nhé các bác nhé. Phía bên ngoài đây thì em còn một số mặt hàng nữa. À, em có ba cái chậu năm cạnh trắng họng hồng. Nhưng mà hàng này là hàng nụ ạ. Hàng nụ thì em cái hàng này thì em cũng lấy theo cái lô mà hàng chậu kìa. Nhưng mà hàng chậu đấy thì nó hết rồi. Bây giờ hàng nụ này thì nó sẽ rẻ hơn cái hàng chậu một chút nhá các bác nhá. Đây. Cái này thì em có 5 cánh trắng họng hồng hình số 1 này. Gồm 2 thân đều đang hoa. Em bán là 550, 550 chậu 2 thân. Đang hoa nhá, đang nụ hoa này. Đó, để các bác nếu mà các bác miền Nam thì có thể kịp để chơi Tết được. 550. Đấy, với giá thành hôm qua thì ít nhất nó phải rơi tầm 300.000 đến 350 một thân thì nói thật là hai cái chậu 2 thân này rất là rẻ. Tiếp theo là chậu số 2. Năm cây trắng họng hồng số 2 gồm hai thân cũng đang nụ hoa hết. Đây cái nụ hoa của nó đây. Nhưng mà cái chậu này một thân nó ngắn hơn một chút thì em bán là 470.000. Thân này nó ngắn hơn. Tiếp theo là chậu thứ 3, chậu này thì em bán là 430.000. Một chậu thì đang nụ hoa nhưng mà chậu bên đây thì thân này nó rơi tầm khoảng là 30 cm nhưng mà nó chưa nụ thì em bán là 430. 430, có 3 chậu năm cây trắng họng hồng hiện tại đang nụ hoa thành thế nhá. Tiếp theo là dòng Daisho Blue. Daisho Blue thì em đang bán với giá là 200.000 đồng một chậu. Đó, bán thanh lý. Nói chung là chậu thì vẫn đang có ngồng hoa. Hiện tại thì hàng vẫn có ngồng hoa các bác ơi nhé. 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Và em quên mất là em có một mặt hàng nữa, đó chính là củ tiên ông. Củ tiên ông thì bây giờ là màu đỏ thì còn số lượng ít thôi ạ. Đây là màu đỏ, còn ít thôi. Còn phía dưới đây thì có cả màu vàng và màu xanh và màu tím thì nó số lượng nhiều hơn. Và em nói luôn là những cái củ tiên ông này thì em đang bán với giá là 35.000 đồng một chậu. 35.000 đồng một chậu, mua từ 3 bầu là 100.000 3 bầu. Đó, 100.000 đồng 3 bầu đối với dòng củ tiên ông này nhá. Hoa thơm lắm, riêng dòng tiên ông này hoa cực kỳ thơm luôn. Đây dòng tiên ông đất nhá. Về các bác trồng ở chậu cho thêm trồng chậu nhỏ xinh để trên bàn ấy, mình cho em thêm ít sỏi vào, nó đẹp.
Đó, hoa mai đỏ thì về rất là nhiều. Đó. Và em chỉ còn đâu đó tầm khoảng hơn 50 chậu thôi. Nên bác nào hôm vừa rồi chưa đặt được hàng ấy thì các bác nhanh tay liên hệ em luôn nhé. Em có một cái mớ hoàng thảo sắn này. Sắn này. Đây cái mớ hoàng thảo sắn này nhá, hàng rất là đẹp. Nó về cùng cái lô kiều tím này. Đây hai bó sắn này em bán là 250.000. Hoàng thảo sắn hai bó này. Ở cái này thân nó dài quá, những ngọn ngọn dài của nó hay hơi bị mất ngọn này. Đấy. Thôi bán 230 cái lô này đi. 230 cái hai cái bó hoàng thảo sắn này nhá, hàng rất là tươi mới và đẹp. Đó. Em có lấy về một ít cái hàng này chắc là chỉ để bán cửa hàng với cả để tặng thôi. Cái cây này gọi là cây gì nhỉ? Nói chung là cái này các bác mà có thời gian đến cửa hàng thì mình có thể sưu tầm thêm nhé. À và một loại cuối cùng nữa em quên mất bỏ sót trong cái video đầu tiên, đó chính là dòng phi điệp 6 mắt. Phi điệp 6 mắt này, chậu 2 thân là 250 này. Đây, chậu từ 1 đến 2 thân. Chậu 1 thân thì thân nó dài hơn. Bây giờ em bán 230 một chậu nhé. Lấy một cặp là 450. Đó. Còn những mặt hàng như vậy thôi ạ. Và xin phép là kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng các bác trong phiên buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video clip tiếp theo ạ.